Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy. Rồi nào là thỏ đây, ai nói đấy, mèo à, mèo thế nào, mình không trông thấy cậu, nhỡ đứa khác thì sao? Các em học sinh thân mến, những lời hát, những vần thơ trở nên thật ngộ nghĩnh, thật dễ thương bởi các nhà nghệ sĩ đã vận dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong sáng tác của mình. Vậy nhân hóa là gì? Cô trò mình cùng khám phá đi. Qua bài học này, các em có thể nắm được khái niệm thế nào là nhân hóa, tác dụng của phép nhân hóa và các kiểu nhân hóa. Từ đó, các em có thể vận dụng phép tu từ này khi viết văn để bài viết hay hơn, sinh động hơn. Và để có thể tạo nên một tác phẩm như vậy, trước hết các em cần tìm hiểu nhân hóa là gì ở phần 1 la mã. Cô mời các em ở sách giáo khoa trang 56 theo dõi đoạn thơ được sáng tác bởi nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ông trời mặc áo giáp đen ra trận, muôn nghìn cây mía múa gươm, kiến hành quân đầy đường. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm phép nhân hóa được vận dụng trong khổ thơ này nghe. Theo các em, nội dung chính của khổ thơ này là gì? À, nhà thơ miêu tả khung cảnh nơi miền quê hiền hòa của mình khi trời sắp đổ mưa. Trong đoạn thơ, những sự vật nào được miêu tả các em? Đó là trời, cây mía và đàn kiến. Khi miêu tả cảnh, bằng trí tưởng tượng phong phú của một cậu bé khi đó mới 9 tuổi, nhà thơ đã liên tưởng bầu trời, cây mía, đàn kiến bằng những hình ảnh thú vị như thế nào? À, thứ nhất, bầu trời, nhà thơ Trần Đăng Khoa gọi là ông. Trần Đăng Khoa tả bầu trời mặc áo giáp đen ra trận. Các em biết không, lúc đó mây đen kéo phủ đầy trời, tưởng như ông trời mặc áo giáp sẵn sàng bước vào một trận chiến đấu. Còn cây mía thì sao? Nhà thơ miêu tả cây mía múa gươm, lá mía dài nhọn sắc, gió thổi lá mía xào xạc bay ngã nghiêng theo chiều gió, khác nào muôn nghìn cây mía múa gươm. Cuối cùng, đàn kiến thì thế nào? Nhà thơ Trần Đăng Khoa tả đàn kiến hành quân, kiến chạy mưa đó các em. Nhà thơ tưởng như kiến hành quân đầy đường vậy. Từ trời đến cây mía, đàn kiến, tất cả đều ra trận, đều múa gươm, đều hành quân, như chuẩn bị bước vào một cuộc chiến thật sự. Cả một không gian rộng lớn chuyển động vì sắp mưa. Tất cả đều có linh hồn, có cảm giác, có hành động, được thể hiện qua các hình ảnh nhân hóa rất ngộ nghĩnh. Vậy theo các em, phép tu từ nhân hóa là gì? À, hiểu một cách đơn giản thì nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, vân vân bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người. Nghĩa là người viết biến những sự vật không phải là con người trở nên sống động, có suy nghĩ, tình cảm, hành động giống như là con người vậy. Tiếp theo, cô có câu hỏi khác. Các em theo dõi hai cách diễn đạt. Thứ nhất là đoạn thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Và thứ hai là các câu văn được trích trong sách giáo khoa trang 57. Các em biết không, nhiều người nhận xét rằng là cách miêu tả sự vật, hiện tượng của nhà thơ Trần Đăng Khoa hay hơn. Các em thử nghĩ xem, hay hơn ở chỗ nào? Có lẽ các em đều nhận ra, thay vì viết bầu trời đầy mây đen, nhà thơ liên tưởng ông trời mặc áo giáp đen ra trận, là muôn nghìn cây mía múa gươm thay cho muôn nghìn cây mía ngã nghiêng, lá bay phấp phới. Và cuối cùng, thay vì là kiến bò đầy đường, nhà thơ tưởng tượng kiến hành quân đầy đường.
các em qua các hình ảnh nhân hóa, các sự vật không phải con người. Cụ thể trong đoạn thơ này là trời, cây mía và đàn kiến trở nên sống động, gần gũi với con người. Đồng thời các em thấy thể hiện được cảm nhận mới mẻ và cũng vô cùng độc đáo của nhà thơ Thần Đồng Trần Đăng về khung cảnh thiên nhiên nơi làng quê yêu thương lúc trời sắp đổ mưa. Qua đó, các em có thể thấy được tác dụng của phép tu từ nhân hóa là gì rồi, phải không? Tiếp theo sau đây, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về các hình thức thực hiện phép tu từ nhân hóa ở phần 2 La Mã sách giáo khoa trang 57, các kiểu nhân hóa. Cô mời các em theo dõi các ví dụ được trích trong sách giáo khoa trang 57. Từ đó, lão miệng, bát tai, cô mắt, cậu chân, cậu tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả. Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù, tre xung phong vào xe tăng, đại bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Trong các ví dụ trên thì những sự vật nào được nhân hóa? Ở câu số 1 đó là miệng, tai, mắt, chân và tay, những bộ phận của cơ thể con người. Còn ở câu số 2 là cây tre, người bạn đồng hành thủy chung của dân tộc Việt Nam. Câu cuối cùng là con trâu, người bạn thân thiết của nhà nông. Quan sát các từ được trình bày bằng màu đỏ ở mỗi ví dụ, các em có thể nhận ra mỗi sự vật trên được nhân hóa bằng cách nào không? Trước hết là câu thứ nhất. Tác giả dân gian đã dùng những từ vốn gọi người để gọi vật. Năm bộ phận: chân, tay, tai, mắt, miệng, giống như là năm con người trong một cộng đồng, họ nương tựa nhau để có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những hiềm khích, những bất đồng. Và câu số 2, tác giả thép mới sử dụng những từ vốn chỉ hoạt động của người: chống lại, xung phong, giữ, để chỉ hoạt động của cây tre. Các em biết không, trong những năm tháng chiến tranh gian nan, khốc liệt, tre là người bạn đồng hành của nhân dân Việt Nam. Những chiến binh kiên trung đó đã giúp sức cho con người dựng nên thành đồng tổ quốc. Câu cuối cùng, các em thấy, người nông dân xem con trâu, đối tượng không phải là con người, như con người để tâm tình, trò chuyện. Từ đó, người đọc có thể cảm nhận được sự gần gũi giữa người nông dân và người bạn trâu thân thiết đã cùng mình mỗi ngày, không quản nắng mưa trên đồng ruộng để làm nên những mùa vàng bội thu. Các em thân mến, như vậy thì sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 hướng dẫn các em 3 kiểu nhân hóa thường gặp. Các em thân mến, như các em vừa khám phá, phép nhân hóa làm cho thế giới đồ vật, cây cối, con vật được gần gũi với con người, thể hiện những tình cảm, những suy nghĩ của con người. Vì vậy, khi làm văn miêu tả thì các em nhớ vận dụng sáng tạo biện pháp nghệ thuật này trong bài làm của mình, để bài viết của em thêm sinh động và giàu cảm xúc. Để củng cố kiến thức bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện phần luyện tập. Bài 1 trang 58 sách giáo khoa yêu cầu các em chỉ ra phép nhân hóa được vận dụng cụ thể ở những chi tiết, những hình ảnh nào và tác dụng của phép nhân hóa trong đoạn văn. Bến cảng lúc nào cũng đông vui, tàu mẹ tàu con đậu đầy mặt nước, xe anh xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra, tất cả đều bận rộn. Các em suy nghĩ một chút, chỉ ra cho cô những sự vật được nhân hóa trong đoạn văn. Có 3 sự vật được nhân hóa, đó là bến cảng, những chiếc tàu và những chiếc xe. Cụ thể, phép nhân hóa được thể hiện ở những hình ảnh: bến cảng đông vui, tàu mẹ, tàu con, xe anh, xe em, tíu tít, bận rộn. Và phép nhân hóa có tác dụng như thế nào?
Trong đoạn văn này, quang cảnh bến cảng được miêu tả một cách thật là sống động và gần gũi. Những chiếc tàu và những chiếc xe luôn luôn bận rộn. Qua đó, người đọc hình dung được không khí lao động ở nơi đây thật là khẩn trương, thật là nhộn nhịp, đồng thời cảm nhận được niềm vui trong lao động của con người. Các em thân mến, đó chính là tác dụng của phép nhân hóa được thể hiện ở bài tập số 1 này. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài tập số 2 trang 58. Bài tập yêu cầu các em so sánh hai cách diễn đạt. Cách thứ nhất, bến cảng lúc nào cũng đông vui, tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước, xe anh, xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra, tất cả đều bận rộn. Cách thứ hai, bến cảng lúc nào cũng rất nhiều tàu xe, tàu lớn, tàu bé đậu đầy mặt nước, xe to, xe nhỏ nhận hàng về và chở hàng ra, tất cả đều hoạt động liên tục. Các em thử so sánh hai cách diễn đạt xem sao. Hai đoạn văn đều miêu tả quang cảnh lao động nơi bến cảng hết các em, nhưng mà mỗi người mỗi cách viết. Các em quan sát, bến cảng đông vui, bến cảng rất nhiều tàu xe, tàu mẹ, tàu con, tàu lớn, tàu bé, xe anh, xe em, xe to, xe nhỏ, tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra, nhận hàng về và chở hàng ra, bận rộn, hoạt động liên tục. Như vậy, các em thấy rằng là ở cái đoạn văn thứ nhất đó, người viết vận dụng phép tu từ nhân hóa trong diễn đạt. Còn đoạn thứ hai thì người viết đơn thuần chỉ là quan sát và tường thuật sự việc một cách khách quan mà thôi, không thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình về không khí lao động khẩn trương cũng như cái niềm phấn khởi của những con người làm việc nơi bến cảng như là ở đoạn văn thứ nhất. Như vậy thì có thể thấy rằng là phép tu từ nhân hóa nếu được sử dụng khéo léo thì bài viết miêu tả của em sẽ hay hơn rất là nhiều. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài tập số 3 trang 58. Bài tập yêu cầu các em so sánh hai cách viết. Cách viết nào phù hợp cho văn bản biểu cảm, cách viết nào phù hợp cho văn bản thuyết minh. Cách thứ nhất, trong họ hàng nhà chổi thì cô bé chổi rơm vào loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng ống, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy, Vũ Duy Thông. Cách thứ hai, trong các loại chổi, chổi rơm vào loại đẹp nhất, chổi được tết bằng rơm nếp vàng, tay chổi được tết săn lại thành sợi và quấn quanh thành cuộn. Các em có thể dễ dàng nhận ra cả hai đoạn văn đều nhắc tới cùng một đối tượng, đó là chiếc chổi rơm. Tuy nhiên, ở cách thứ nhất, tác giả giúp người đọc hình dung chiếc chổi rơm giống như là một con người qua những hình ảnh nhân hóa thiệt là ngộ, và người viết đã miêu tả đối tượng bằng tình cảm quý trọng. Thế nên đoạn văn này thích hợp sử dụng cho văn bản biểu cảm. Còn đoạn văn thứ hai thể hiện cách viết bình thường nhằm cung cấp cho người đọc kiến thức khoa học về một vật dụng gần gũi trong đời sống con người. Vì lẽ đó, nếu viết văn thuyết minh là một thể văn mà các em sẽ học ở chương trình lớp 8, thì các em nên chọn cách viết thứ hai. Các em học sinh thân mến, các em vừa hoàn thành tìm hiểu những kiến thức quan trọng của bài nhân hóa để thuận tiện cho việc ôn luyện. Các phần nội dung bài ghi các em chép vào trong vở bài học. Và nhớ đọc lại phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 57, 58. Làm bài tập 4 và 5 ở sách giáo khoa trang 59 vào trong vở bài tập. Các em nhớ soạn bài,
buổi học cuối cùng. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài giảng của cô. Cô chúc các em luôn vui tươi và học tốt.